Thưa quý vị, trên tay tôi đây là một trái vật thủ có thể được thu hoạch trong dịp Tết sắp tới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 thì người dân tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã bị mất trắng những cái trái vật thủ này, và gần như là trên vai của họ đang bị nặng chịu nỗi buồn bởi vì gánh nặng đầu tư. Ngậm ngùi nhìn vườn vật thủ đã chết khô do ảnh hưởng của bão lũ không thể phục hồi, chị Nguyễn Thị Thảo, xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội kể về khoảnh khắc nước lên nhanh, người dân không kịp trở tay, chỉ trong chốc lát cả vườn chìm trong nước lũ đục ngầu. Nó đang đang màu xanh ấy, đang tốt cho quả, đến Tết thì thích lắm, nhưng mà giờ vào thì thôi không nhìn thấy gì nữa. Toàn màu nước trắng, nước không nhìn thấy gì, nêu là không nhìn thấy đi luôn, không kịp gì luôn, nhưng là nó lên nhanh lắm. Chỉ có một chiều hôm bí thì tôi nghĩ là nó chỉ lên như là trước, nó lên nhánh nháng thôi, nhưng thì nó treo quả lên thì còn nhìn thấy lên nhanh hơn ngoảnh trước ngoảnh sau, đã lên bãi mấy chục phân nước rồi. Thì đi về thì chỉ kịp là chạy người thôi, thế nhiều thì người thì nghĩ là không sao, nên đêm nó đã lên rồi, đến sáng hôm sau lên thì không nhìn thấy gì. Với con số thiệt hại lên đến cả 100 triệu đồng, chị Thảo mong mỏi nhà nước có chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để bà con có cơ hội phục hồi lại sản xuất, đồng thời giãn các khoản nợ đối với các hộ đang vay vốn bị thiệt hại, không thể trả nợ đúng hạn. Thì cũng phải mất độ, nếu mà thấy quả không đó, thì là mỗi vào cuối năm thì khoảng tầm 600-700. Lúc cơn bão đi qua này, hôm đầu tiên đến là tôi gần như không nói gì, cũng buồn. Một tuần sau tôi lên thì gần như mình không còn gì nữa, đang công sức gần như trôi hết. Giờ tụi tôi thì mong nhà nước, chính quyền hỗ trợ chúng tôi, bao nhiêu công sức của chúng tôi để mong chờ đến ngày Tết. Mà giờ gần như nó mất trắng rồi. Đối với những ruộng vật thủ chưa chết hẳn, người dân đã bắt tay vào cắt tỉa và dọn dẹp những cành cây chết khô, giữ lại phần thân cây còn xanh, xới lại đất và bón thêm phân với hy vọng cây sẽ hồi sinh trở lại. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn rất mong manh.